Hello, chào cả nhà. Trời ơi, nãy đi chợ bà con ơi, gặp me 23 đồng một ký nha. 23 đồng ký là nhiêu tiền Việt Nam ta? Coi 10 đồng thì 16 ngàn. 1 triệu 160 chứ 320. 320 với cái nọ cho 45 50 ngàn nữa đi, 320. 370 ngàn ký đó bà con. Cóc thì có 10 đồng thôi, 9 đồng mấy 10 đồng ký à, thì cũng khoảng 150 thôi, 160 à. Còn nhãn đây ngon chưa? Ồ, nhãn thì giờ mười mấy đồng thôi, chưa tới 20. Ngon quá ha, mời bà con ăn với Lan nha. Mà Lan chỉ thèm me thôi, nhãn thì mua về nhà cho ăn chung vậy chứ cũng không thèm nha. Mời cả nhà ăn me chấm mắm guốc nha, nghe cái chảy nước miếng rồi bà con ơi. Mời cả nhà ăn gì ưa kiếm mại lộ lắm bà con, không mại lộ đâu ta, chạy đóng tiêu rồi. Ủa, cái này vậy chứ, cái nhãn không có thèm nhiều mấy bà con ơi. Cái này nè mới ngon nè đó. Bây giờ đây lấy mắm guốc ra. Ủa, chưa gì hết chảy nước miếng rồi bà con ơi. Ở đây nè đó. Cóc thì ăn hoài phải không, me bố không gặp bán 40 đồng ký thôi, Lan không ăn. Bà con thèm thì thèm cái 40 đồng ký, 40 đồng nhiêu ta, hơn 700 ngàn ký lần thôi thì khỏi đi bà con. Bữa nay thì còn có 23 đồng ký là ăn nha. Gì nè, tắm gì mới ngon, phải gặp me non chút nữa mới ngon bà con ơi. Hồi đó đó nhà ngoại đây có mấy cây me ngon lắm, mời cả nhà. Wow. Hồi nhỏ là để chấm thử miếng muối rồi chắc không bằng đâu, muối Tây Ninh như nè. Không ngon bằng mắm ruốc, mắm ruốc ngon hơn bà con ơi. Ngon quá, lấy cái muỗng mới được ngứng cái gì đó. Mấy cô ơi, mấy cô mời cả nhà. Thằng trai đang thích ăn. Chua chua. Chua 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 mà ngon. Wow, ngon lắm bà con. Cắn miếng ớt à. Một cắn miếng ớt nha bà con, chỉ mắm guốc. Ồ, cay mà nó ngon, nó thơm nữa. Ngon bà con ơi. Này 300 mấy chục ngàn ký còn ăn, chứ cái vụ mà tới 600-700 ngàn mắc quá, tới 40 đồng ký thôi Lan không ăn. Bữa nay còn nửa giá 23 đồng à. Wow. Cái thứ này Việt Nam nó dễ ghê mà đẩy mắt gần chết luôn ạ. Mời cả nhà, ngon lắm mà còn ai thèm. Ai mà đang có bầu gặp Lan ăn nó thèm chứ. Đâu có bầu có bị đâu mà thèm vậy đó. Gần 60 tuổi mà đẻ thì chắc chạy trốn quá. Ở đây 60 tuổi nữa xanh là có bầu chắc được lên tin tức các bà con. Chuyện quái đản. Đứa trẻ nào không có hột ấy, thằng nào cũng có hột ấy, mà hột ngon mà con ăn được. Qua đây, qua đây đóng phim với nội nè hả. Nồi ẩm qua đây ngồi. Nãy quên mua bạch nồi cho ăn rồi. Này chua lắm mà ăn thử không? Can you try? Muốn thử không hả? Trở lại, trở lại.
Tôi cho mẹ ăn thử miếng hơi chua dữ lắm. Thử. Thử. Được không? Chua không? Ăn được không? Ăn được không? Coi thử. Ý dạ, có ăn mẹ được bà con ơi, chua muốn chết sao mẹ ăn được hay vậy? Wow, giỏi vậy. Good boy. Ăn được hả? Nó ăn xài, nó ăn me bà con ơi. À, cho tao chua hồi. Nó ăn được kìa. Ngon nha, em nhắm á. Hay là mày nể mặt tao mày ăn mày. Ủa, nó biết ăn bà con ơi. Coi ăn nhiều đó bụng con ơi, không được. Đó bụng chết. Ngon bà con. Thèm thì thèm cho ăn bà bún cháy chua thì chết rồi. Đỡ cái bao tử là ăn tốt lắm. Hồi lúc trước bệnh đau tử rồi sao mày đi bác sĩ coi người ta chỉ hết trơn rồi không có còn bị nữa. Con gà. Nãy giờ nó ăn me với em chua gần chết rồi. Chua ăn không anh? Kìa. Đặng. Bên đó đó. Đó đó. Thấy dạ ăn ngon không? À. Em có bầu nữa anh. Có bầu nữa. Có bầu đẻ. Có bầu cho ba. Chọc anh Liêm nói là nói Liêm là có bầu nữa. Nó có bầu thì đẻ. Lan mua một lần hai cây me trồng chết queo rồi bà con. Thấy ta bán nó chứ Queensland, nó mua từ Queensland nó gửi về đây trồng chết queo rồi. Cây me. Ừ, chết queo rồi. Hai cây mua cũng cả trăm ngoài bạc. Thích trồng thử chết queo rồi. Chấm muối. Bây giờ bấm guốc qua tới muối. Anh Liêm gặp Lan ăn nhăn mặt nhăn mãi bỏ không chạy ra. Thôi. Bế mạc. Này biết làm gì không bà con? Ở Việt Nam á, đâm nó ra vô cái cối, đâm ra để chút đường, chút tỏi, chút ớt vô, cái bông súng á mình bóp nó đi, trộn vô kho cá ăn, trời đất ơi xỉu ngang luôn, để nữa ghi sổ về Việt Nam nhớ ăn. Muốn ăn cái gì phải ghi trong cái sổ bà con, về Việt Nam mới nhớ, không thôi không nhớ. Đó cái me này nè, rồi rồi bóp với mà bông súng. Chấm cá kho ăn té ngang luôn đó. Rồi nãy đi chợ gặp tao bán còn trái này là 15 đồng ký, này 4 đồng ký, chú chát mắc hơn cái chú kia 4-5 đồng vậy đó. Chút xíu nữa ăn cơm với mắm còn một hộp lăn cắt kìa, chút xíu nữa ăn cơm nguội với mắm đó. Ai rồi dẹp cái ông này qua bên đi. Chua gần chết. Cóc mua gì chứ chắc để trộn chân gà ăn chứ giờ ăn hết nổi rồi. Gặp thèm mua 10 đồng ký. Tại lâu lâu đi chợ khu người Việt các bà con. Bây giờ qua tới nhãn đi nha. Nhãn đi coi. Chắc là nghĩ Việt Nam nhặt qua quá à. Ngọt, ngọt ngay nha bà con, ngọt lắm. Nước cắn vô ngọt, bữa nay mới nè. Nhằm khi nó mềm xèo thì đừng có mua mình gờ nó còn cứng rồi gì là nó. Nhãn mới nha, mới qua nè. Không biết ở Việt Nam qua là cũng sẽ ra nó mới nè. Nói chung giờ đâu có thèm gì nữa đâu bà con. Sầu riêng rồi tao bán trái đẩy cho mà. Mình ăn đông lạnh quen rồi, mình lâu lâu mình ăn lại sầu riêng không có đông lạnh, không có ngon. Cái trái này hột nhỏ xíu à.
Không có nhỏ nè. Nói chung thèm gì, gặp mua ăn đi bà con ha. Gặp khi thèm thấy mắc quá không mua ăn. Có lúc đó 40 đồng thì Lan nó mua nha, mắc quá. Mà nó chua gần chết, có gì đâu mà ngon mà mua. Nói chung cái diễn vậy đó, đồ chua là thèm, thấy gì chứ đồ chua là thèm mà bà con. Mấy cái này gì chứ gặp nhiều khi lơ lơ nó không thèm, mà cái này gặp là thèm nè, cóc rồi gì chứ gặp là thèm đó. Thôi Lan chia sẻ tới đây Lan kết thúc phim nha bà con. Nãy giờ thèm, nói chung cái gì thèm là ngon à. Ngon lắm. Cái cóc này mà ép ra uống nước ngon lắm. Đó, thôi Lan xin chào cả nhà. Chúc bà con cuối tuần vui vẻ. Hẹn bà con lại clip sau. Bye bye bà con. Nhớ đăng ký và chia sẻ ủng hộ dùm Lan. Xin chào. Bye bye.